dùng hết ra đi. Các bạn có 40 phút trình bày là đề mô và 20 phút hỏi đáp. Xin chào bà đọc và mọi người có mặt trong buổi bảo vệ đoán hôm nay. Thì và đề tài bảo vệ đoán của nhóm chúng em là điều khiển xe bằng giọng nói và sử dụng các battery. Thì nhóm chúng em là thầy Bùi Đại Chí hướng dẫn nhóm gồm 4 người. Em là Lê Thế Tài, anh Phan Công Trình và anh Đức Duy và bạn này đã du thì đã rất rồi. Thì cái nội dung mà để ngày hôm nay thì chúng em cũng có 4 phần. Thứ nhất là chúng ta nêu sơ bộ qua overview qua cái đề tài. Thứ hai là chúng em sẽ nêu lên được là chúng em đã làm gì để hoàn thành đề tài này. Và cái thứ ba là nêu lên hạn chế cũng như là kế hoạch tương lai đề tài sẽ phát triển như thế nào. Và cái cuối cùng là đề mô về trả lời câu hỏi. Thì trong ngày nay thì con người bận rộn và là một người có thể làm rất nhiều công việc trong một thời gian. Thế là khi mà mình đang bận tay, ví dụ giờ mình đang lái xe hơi, mình đang bận tay thì phải tập trung vào công việc lái xe hơi. Thì khi mà mình muốn điều khiển hoặc là điều chỉnh những cái hướng trên xe thì mình sẽ phải mất sự tập trung khi điều khiển xe để mình quay qua mình làm việc khác, thì nó sẽ làm cản trở mất sự an toàn khi mà mình điều khiển. Cũng như là khi mà mình đang ngồi làm việc trên bàn máy tính thì mình phải di chuyển qua chỗ khác hoặc là tắt hoặc là điều khiển những cái vật dụng trong nhà, thì nó sẽ làm cho mình gọi là mất sự tập trung vào công việc mình đang làm. Chính thì nhóm sẽ từ cái vấn đề đó và cũng như là những người khuyết tật họ tay chân họ cũng là không biết khiếm khuyết nên họ khó có thể điều khiển cũng như là hành động với một người bình thường để bật tắt hoặc là điều khiển các vật dụng trong nhà. Thì từ những cái vấn đề đó thì chúng em đưa ra cái cách giải quyết, đó là sẽ sử dụng giọng nói để điều khiển các thiết bị. Và cụ thể là hôm nay chúng em sẽ demo là điều khiển xe và sẽ là chiếc xe mô hình của chúng em. Vì thời gian không có nhiều và tiến độ cao thì chúng em sẽ demo trên xe mô hình thôi. Tiếp theo thì chúng em sẽ nói sơ bộ qua cái luồng chính mà chúng em điều khiển và thực hiện. Thì em thì sẽ gồm người dùng sẽ sử dụng một cái app điện thoại. Thì ở đây sử dụng app điện thoại là Android. Khi mà người dùng mở app lên sẽ nói vào trong app thì app sẽ điện thoại giọng nói và truyền dữ liệu thông qua Bluetooth đến chiếc xe, phần điều khiển chiếc xe để cho chiếc xe chạy được. Thì phần cứng mà nhóm đang sử dụng thì gồm những phần chính như là Raspberry Pi 2. Tại sao mình sử dụng Raspberry Pi 2 này? Thực chất là bất cứ có thể là dọc Raspberry Pi trước hoặc là dọc sau cũng được, tại vì xử lý để chạy xe thì cũng không có nhiều phức tạp đâu, hoặc là xử lý tốc độ quá cao nên chúng em có sẵn Raspberry Pi 2 rồi, chúng em sử dụng luôn để tiết kiệm chi phí. Tiếp theo là để kết nối Bluetooth thì chúng em sử dụng luôn cái xe 06 và để tính được cái quãng đường mà xe mình đi được cái chính xác, có thể là yêu cầu là xe sẽ đi khoảng cách là 1m, 2m hoặc là đi với khoảng cách bao nhiêu đó thì mình sẽ sử dụng body control để mình tính được khoảng cách. Và một cái mặt thì chúng em làm với mục đích là để điều khiển motor cũng như là để giải khác thì chúng em sử dụng 2 con xe chính là Honda 298 và Honda 296. Và tiếp theo là để mà cho xe khi mà người dùng sử dụng và chiếc xe chạy thì sẽ gặp những cọc kẹt. Và ví dụ như tốc độ đang chạy nhanh mà không kiểm soát được thì chúng em sử dụng sensor sóng âm hay rẽ một năm để giúp cho nó tránh được cọc kẹt và khi gặp cọc kẹt nó sẽ dừng. Tiếp theo là trong cái phần app của em thì gồm 2 phần chính là Android application và Raspberry. Làm sao để kết nối được cái 2 phần này thì cần phải có module Bluetooth thì sẽ kết nối được với app trên Android và nó sẽ kết nối với Raspberry thông qua cổng serial. Raspberry sẽ điều khiển lên cái bo mạch thông qua cái cổng GPIO của Raspberry và cần một cái bộ nguồn cung cấp cho các thiết bị hoạt động được. Thì ở đây sử dụng Android để điều tác giọng nói đang tập tác thì mọi người cũng như mọi người đã thấy trong cuộc sống thường ngày trên Google nó có cái nút mà khi người dùng bấm vào cái nút đó mình nói thì nó sẽ tự động thì
cái dòng thông mình đang cái câu chữ thì mình search Google hoặc là mình sử dụng điện thoại thì chúng ở dưới góc điện thoại nó sẽ có một cái micro, khi mình bấm vào đó mình nói thì nó sẽ tự hiện tiếng đắt lên và giúp cho mình dễ dàng và không cần phải là ngồi chọn sản thảo qua mạng. Thì chúng em sử dụng từ cái ứng dụng đó của Google thì chúng em sử dụng nó để điều khiển các thiết bị. Tiếp theo là cái mạng phần cứng, và phần cứng này sẽ gồm có hai chức năng chính là điều khiển, một phần là điều khiển motor, một phần là để hạ áp, tại vì bọn em đang sử dụng nguồn là 12V nên là để hạ áp thì sử dụng cho battery được ba bộ phận hạ áp, và điều khiển bộ motor sẽ sử dụng hai VCL là 298 và RM2596 để hiểu sâu hơn về cái mạng này thì sẽ cho anh chị trình bày sâu hơn nguyên lý cũng như là cấu tạo và bộ phận như thế nào. Kể từ năm thì chúng tôi sử dụng IC là 2.8 để hạ từ nguồn pin 12V xuống còn 5V cho các thiết bị hoạt động, thì chúng tôi sử dụng IC là 2.296. Đây là sơ đồ nguyên lý, sơ đồ của thì sẽ là chúng ta điều kiện động cơ như thế này thì sẽ lấy nguồn cắt cho mạng con chip từ trong VCC và trong VCC sẽ được nối ra nguồn 5V. Nguồn 5V này lấy từ đầu ra của con IC là 296, còn trong nguồn nuôi nguồn cắt cho mặt trầu để điều cho động cơ sẽ được lấy từ trong VS, trong VS sẽ được nối được tiếp tới đi. Con IC này sẽ nằm tích chịu điều khiển từ con Raspberry thông qua cái trong 1, 2, 3, 4 và trên này gồm A, gồm B. Bởi vì và các tín hiệu này sẽ được đi qua mạch logic và mạch logic này sẽ điều khiển mạch hai mạch cộng bên trong con IC và sẽ xuất ra các tín hiệu điều khiển động cơ qua ra cái chân A1, A2, A3, A4. Chân A1, A2 thì xuất ra motor 2 và A3, A4 xuất ra motor 1. Khi động cơ làm việc thì sẽ xuất hiện các dòng điện phản kháng, nên chúng ta phải bắt thêm các con diode. Các con diode này phải là các con diode sông có tần số đóng mở cao để khi mà dòng điện phản kháng này nó trả được về lại cái con IC thì sẽ được dẫn về điện và đi được về lại trong chúng ta không gây ra tình trạng nóng và dẫn đến cháy nổ của một IC. Tiếp theo là IC LM2596 có tác dụng hạ từ 12V xuống còn 5V cho thiết bị hoạt động. Vùng vào đầu tiên sẽ nối với dây vệ tinh tụ lọc và đầu C1 có tác dụng lọc vào. Còn IC này sẽ xuất điện ra trong output và được tụ C2 và cảm thấy là một lọc thì tụ ra sẽ được hồi tiếp về lại trong số 4. Con IC này nhờ có lọc hồi tiếp này con IC sẽ phát hiện được sai số so với cái một cái yêu cầu là nó có điều chỉnh lại cái việc đóng mở chân số 2 để ra là một cái nguồn mà bốn là một chúng tôi sử dụng phần mềm rồi kết để bày tập lý và mặt chúng tôi
sử dụng phương pháp cũ, phương pháp phổ biến để làm giới thiệu sơ qua về phương pháp này. Đầu tiên mình in cái mặt mình silica ra thành mặt in ra giấy và mình để mình phủ trên cái tập, sau đó ngâm cho giấy nó rã ra rồi mình chà nhẹ cho giấy nó bung ra, chỉ còn lại những cái đường mực. Nếu mà đường mực mà bị mờ và bị cắt ra thì mình phải dùng bút dầu để vẽ lại một con vẽ lại, sau đó mình ngâm cái bọt này trong dung dịch thuốc rửa, đó là dung dịch sắc bạc hoặc là dung dịch acid chlorhydric với oxy già và chất sắc bạc. Sau đó ngâm, chúng ta ngâm đến khi mà nó đậm mà không bị mực bám nó tan hết thì mình tiến hành chà rửa. Khi mà nó sáng bóng cầm còn mực lên tiến dinh hơn nữa thì chúng ta tiến hành bình ổn và hàng chịu. Đây là sơ đồ mối các thiết bị bên mặt, thì chúng tôi nối các motor 1, motor 2 và motor 3 đối với các căn tử của hai chúng ta cũng cố gắng có các hai con motor có hai vị trí hệ thống để có được khoảng cách thì chúng tôi sử dụng mô đun encoder 20 cm. Encoder mô đun này thì bao gồm một chữ tròn có lỗ và một mặt. Mặt thì bao gồm mặt của mô đun này thì gồm có một lát hầm nội, một con số audio và một mặt bất em. Chữ tròn sẽ được gắn lên trục của cơ sao cho khi họ mặt kim sao cho nó chắc để giữ cái con lát hầm nội và con số audio. Khi động cơ quay thì cái điểm này mà tôi quay theo sẽ có lúc mà ánh sáng truyền được truyền sẽ qua lỗ tới được con photodio, thì con photodio này nó sẽ nhận được năng lượng từ ánh sáng và sẽ chuyển đổi thành dòng điện. Tuy nhiên dòng điện này rất là nhỏ, thì cũng phải phóng đại qua mặt bóng đèn và tín hiệu ra sẽ là một điện áp ở mức cao. Khi mà ánh sáng từ lát hầm nội không truyền được, không truyền xuyên qua lỗ, không truyền xuyên qua tới photodiode thì photodiode không nhận được ánh sáng, thì không sẽ gây bệnh điện. Chúng ta nhận được cao bước là điện áp ở mức thấp. Ngoài ra trên mặt chúng tôi còn có gắn các mô đun cảm biến còn trẻ, còn lại sẽ là đi các bạn. Chào mọi người, hôm nay em xin trình bày về tất cả các công nghệ cho cảm biến thông siêu âm trên sản phẩm của chúng tôi. Là chúng tôi có 4 con cảm biến siêu âm SRF05 được lắp lên mặt theo các chân viên ao như hình vẽ, và cái con cảm biến siêu âm này sẽ được điều khiển thông qua các đèn pin. Đây là hình ảnh của con cảm biến siêu âm SRF05 gồm có một lon và một lon phát sóng siêu âm. Bên trái là cách thức mà con siêu âm này hoạt động. Để con siêu âm này hoạt động thì chúng ta cần cung cấp một xu với độ rộng, tức là micro dây trên chân trigger
khi đó thì bộ lo hết sóng siêu âm sẽ tách ra một xung, 8 xung sóng siêu âm truyền đi, và đồng thời chân ICO ICO của sóng siêu âm này sẽ được kéo ở mức thấp lên mức cao. Sau khi nhận được tín hiệu sóng siêu âm phản hồi đầu tiên mà lo thu của con siêu âm này bắt được thì chân ICO sẽ được kéo từ mức cao xuống thấp. Và nếu trong trường hợp mà không có tín hiệu phản hồi thì sau 30 giây chân ICO này sẽ được tự động kéo từ mức cao xuống thấp. Từ cách thức hoạt động đó, chúng em có được thông tin bản sắc của từ sóng siêu âm đến động cảm được tính theo đơn vị cm bằng thời gian đến chia 2 và nhân cho vận tốc sóng siêu âm trong không khí là 0,034 cm trên micro giây. Với mong muốn là khi mà xe chở thẳng của chúng em gặp vật cản trong khoảng cách từ 20 cm trở lại và chiều ngang của xe vật cản nằm trong bề dài của xe thì sẽ dừng lại. Nên đây là hình ảnh minh họa cách sắp xếp các con sensor siêu âm của xe của chúng em. Tiếp theo em xin trình bày về cách xoay xe. Cách xoay xe của chúng em là cho hai bánh trái quay lên tới thì hai bánh bên phải quay luôn. Khi đó khi bốn bánh xe cùng quay thì xe sẽ quay xoay quanh một trục tạo một đường tròn, và chúng em đặt bốn bánh là bốn điểm ABCD như vậy để cho xe quay một góc 90 độ. Tức là đồng nghĩa với một bánh xe phải đi được quãng đường bằng với một cung AB, em đặt là S. Độ dài của đoạn AB là khoảng cách giữa hai bánh xe chúng em đo được là 13.5 cm. Áp dụng công thức tính cạnh tam giác vuông cong OAB thì tính từ OA là căn bậc 2 AB bình chia 2 ra con số thực tế là 9.55 cm. OA cũng là bán kính của đường tròn tâm O, như vậy cung AB bằng 1/4 đường vi đường tròn. Chúng em tính được S bằng OA nhân bi chia 2 bằng 15 cm. Em đặt đây là điều kiện thứ nhất. Ở trong sản phẩm này sử dụng ánh mắt đơn 20 xung và chu vi của mỗi lớp xe là 21.5 cm. Như vậy có nghĩa là 20 xung một bánh sẽ đi được quãng đường là 21.5 cm, vậy một xung đi được 0.75 cm. Đặt là điều kiện thứ hai. Từ điều kiện nhất, điều kiện thứ nhất và thứ hai thì đặt xe xoay một góc 90 độ, tức là mỗi bánh xe đi được một quãng đường 15 cm cộng 14 xung. Sử dụng hệ điều hành Raspbian với ngôn ngữ là C cộng cộng và lập trình cho ứng dụng Android, sử dụng Android Studio với ngôn ngữ lập trình là Java. Đây là màn hình chính của ứng dụng Android, gồm có một nút training để người dùng có thể thêm những câu lệnh mới và mạng hóa, một lúc Bluetooth để kết nối giữa ứng dụng Android và vô hành xe. Phòng trợ ngôn ngữ ở đây hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Khi người dùng click vào ô AU record ở phần số 4 thì có thể điều khiển xe liên tục mà không còn phải tương tác với phần mềm nhiều. Để bắt đầu điều khiển thì người dùng có thể ấn vào nút microphone như trên hình, và một phần số 6 là một cái nút khẩn cấp còn những trường hợp không nhận được là. Tiếp theo là phần màn hình chính của phần trên đi, gồm có hành động chính và những cái câu lệnh
Nếu người dùng muốn thêm mới một câu là Phật hay không thì có thể ấn Phật, ấn vào lúc dấu cộng màu xanh lá. Thì đó hay không sẽ ra xuất ra một cái đai lóc giúp người dùng đi hút những câu lệnh đấy. Ngoài ra còn nếu người dùng muốn xóa nên những câu lệnh có sẵn trong hệ thống thì chỉ việc ấn dẫn vào những câu lệnh có sẵn. Đây là hình ảnh mặt trước và mặt bên dưới sản phẩm. Tiếp theo thì em sẽ thay mặt nhỏ nói về cái lượng điều chỉnh của cái lô ra của nhỏ. Thì khi mà sản phẩm bắt đầu hành động thì nó sẽ chờ người dùng đi hút giọng nói, và khi mà người dùng nói giọng nói vào thì nó sẽ là những bước đầu vào của sản phẩm. Khi mà nhận được giọng nói thì Android sẽ có nhiệm vụ là detect cái giọng nói đó thành tác, thành chữ và kiểm tra rằng là cái chữ đó có trong phần gen name của điện thoại không. Nếu mà không có thì nó sẽ được sẽ báo ra cái câu lệnh là không có chữ tốt trong database thì nó sẽ tự động kết thúc. Còn nếu mà có trong nếu mà chữ tốt trong câu lệnh mà mình đã lên trước thì nó sẽ sự cái phần mắt test đó và chuẩn bị chuyển qua cái hành động gửi data qua cho Raspberry ở phía dưới phần cứng. Khi mà cái hành động của data này thì phải chờ phản hồi, nếu mà Raspberry ở dưới phần cứng nhận được cái comment này rồi thì nó sẽ gửi lại một phản hồi là nó đã nhận được rồi, và thì bên này sẽ ngưng cái hành động gửi đó. Còn nếu mà không thấy phản hồi gì thì sẽ mặc định là sẽ gửi thêm một cái nữa để đảm bảo chắc là cái câu lệnh của mình gửi từ gen hai điện thoại xuống của mình hướng là chắc chắn nó sẽ gửi được. Rồi sau khi mà ở dưới mình hướng nhận được lệnh thì nó sẽ qua lên điều khiển xe, và sau khi mà điều khiển xe xong thì nó sẽ kết thúc. Thì phần thứ ba là cái phần mà nói về cái giới hạn cũng như là cái kế hoạch của tương lai để phát triển dự án. Ở đây cái giới hạn mà nhóm đang thấy trước mắt là khi mà đi tách ngôn ngữ từ giọng nói mà chuyển qua dạng cách thì nó có sự delay, và hiện tại thì đang cố gắng cải tiến nhưng mà nó vẫn có delay khoảng 1 hoặc là 1 giây đến 2 giây. Thì đây cũng là một khó khăn trong khi điều kiện, nếu mà điều kiện những cái đối bình thường thì không sao, nhưng mà khi mà điều kiện xe thì nó rất là nguy hiểm, tại vì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đối bình thường. Cái thứ hai là cái sản phẩm này trước khi muốn điều kiện bất cứ cái gì thì mình cần phải che đến trước, chứ không thể nào mà nói rồi nó tự động vào được mà mình phải che trước. Thế thứ ba là nó phụ thuộc vào cái gọi là cái cách phát âm của người nói. Ví dụ như mình phát âm mà không chuẩn theo cái chuẩn mực đó thì nó sẽ có khi nó sẽ ra từ sai, hoặc là ví dụ như khi mà mình nói dừng lại thì mình nhiều khi nó sẽ phạt ra cái chữ khác mà nó sẽ không có đúng ý gì mà thì xe nó sẽ không dừng lại được. Thì đó phụ thuộc vào cái phát âm, có khi mình nói được một điều sai, mình đang đau học mà đang làm sao đó thì mình nói có khi nó sẽ không bị tách được. Và cái thứ tư đó là cái điều kiện của xe nó không chưa có được mượt mà được, tại vì khi mà điều kiện của giọng nói nó sẽ không mượt mà chính xác cao hoặc điều kiện bằng tay được, thì khi mà mình nói nó không phản quan xử lý qua điều kiện bằng tay mình là điều kiện bằng tướng nó sẽ không mượt mà được điều kiện bằng tay. Vì thế nên cái quyết định cho tương lai thì sẽ cố gắng làm sao đó cái điều kiện của giọng nói này sẽ áp dụng lên nhiều cái bài tập kinh doanh nhẹ hơn, hoặc là trên xe ví dụ là mình đang điều khiển xe có thể nói là của viên kéo lên hoặc của viên kéo xuống, phương chiếu học chết bao nhiêu đường độ, cao bao nhiêu độ, kiểm tra camera xong lên trước thì nó sẽ khá là thú vị trong và rất là thực tiễn cho người dùng hơn. Thứ hai là cố gắng làm sao giảm những cái độ delay thành khi bạn giọng nói ra, tại vì sự tốn trẻ nó sẽ ảnh hưởng đến người dùng rất là nhiều. Thứ ba là mong muốn là tại vì cái mặt từ thiết kế là làm nó khá là thô, làm nó to và nó khá là hao pin, khi mà sử dụng pin thì nó hao pin rất là nhanh, thì cố gắng sẽ giảm thiểu và chuyển thành mặt dán hoặc là phát triển mặt nhỏ hơn để nó tiết kiệm điện hơn. Cái thứ tư là cái mà nhóm khách hàng nhỏ là điều kiện nó sẽ không có được chính xác, ví dụ như mình nói đi thẳng hoặc là đi luôn về 1 mét thì nó chỉ đi tương đối là có khoảng 93 cm hoặc là hơn 1 mét một chút, với lại nó sẽ không chính xác được.
sẽ là 90 độ. Nhưng mà vì những cái yếu tố như là xe bánh trơn và cái độ ma sát của bánh xe và cái nền nhà nó không được xác như là mình tính toán như thế nào, mà đầu tiên thì nó sẽ khác. Thì khi mua thì có khi là mua được 90 độ, có lúc mình sẽ mua không được 90 độ. Và tiếp theo sẽ là để mua của nhóm. Mới có sao quay à? Khi mà có nguồn cho xe rồi thì để đảm bảo được là chúng ta biết được là cái xe chúng ta đã sẵn sàng để làm hay chưa, thì nó đã có đèn báo hoặc cái xe cái trên, nhưng mọi người đã thấy là có cái đèn báo vàng, là đèn báo ra đi là đảm bảo là xe đã sẵn sàng để làm rồi. Và sau đó chúng ta sử dụng một cái khác đi qua, là tại vì không có sai sót này là từ nhỏ là chưa có được cái chuyên màn hình lên cho cái app của họ nên là không có chiếu lên cái màn hình lên nên em sẽ đổi trước. Rồi sau khi mà mình sử dụng app của họ mở lên thì mình sẽ kết nối với cái xe. Khi mà mình kết nối được với xe rồi, thì mình sẽ chuyển ra cái phần ngôn ngữ. Có nghĩa là người tiếng Anh thì có thể là trong ngôn ngữ tiếng Anh thì điều kiện, tại vì mình phát âm tiếng Anh không có chuẩn cơ lắm, mình phát âm tiếng Anh không được tốt nên mình chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt trong điều kiện. Thì hiện tại thì mình sẽ demo, trước là xe sẽ đi đúng khoảng cách, có nghĩa là mình báo là mình nói là sẽ đi tới đúng 1 mét thì xe sẽ đi đúng 1 mét và nó sẽ dừng. Đi tới 1 mét. Dạ, là xe đi đúng 1 mét là nó dừng. Thì đây là cho biết chính xác là có 1 mét hay không á, thì một cô này hiện tại là 40 cm. Thì nếu mà 1 mét thì nó đi sinh tầm khoảng 2 euro. Dạ, thì là cái bánh trước hiện tại là đang ở cái mép của ô đầu tiên. Bây giờ sẽ để một cái đi tới 1 mét để coi độ chính xác là bao nhiêu. Đi tới 1 mét. Dạ, thì cái độ chính xác nó tương đối, nó đi khoảng 90 cm rồi, chứ không được vì chính xác 1 mét, tại vì nó có sai số cho cái computer để ra đi quay thì sẽ đo thiếu xung hoặc là thiếu xung. Và tiếp theo thì em sẽ demo cái cơ cháo của phải và demo cái tính năng là mình nói liên tục là mình sẽ không cần phải bấm nó, mình chỉ bấm một lần đầu thôi. Thì khi mà mình bấm lần đầu tiên đó thì mình giờ chỉ việc mà mình chờ để nói thôi. Quen phải thì như em đã nói lúc trước đó là mình quen phải 90 độ, nhưng mà trong thực tế thì nó sẽ không quay được 90 độ. Và cái đó thì em sẽ cố gắng, nó sẽ cố gắng thích gì để và tốt hơn. Ví dụ như bây giờ mình nói là đi tới chậm, để nó đang đi chậm, mình muốn đi nhanh hơn thì sẽ là đi nhanh lên. Dễ rồi, em chỉ lo đi nhanh lên. Đi nhanh lên được không? Dạ, cái đó là cái lỗi như đây thì để cái bắp xin lỗi. Dạ, để em demo lại. Đi tới 2 mét. Đi tập 1 năm rồi. Em về mua là tiếp tục. Đi
tội chồng. Nhanh lên. Dạ, thì khi mà cái tính năng gặp bạn bè là khi mà nó gặp bạn bè, cái bạn cho bạn thì nó sẽ báo thông tin tiếp tiếp, có nghĩa là khi gặp bạn bè rồi nó sẽ dừng. Thì bây giờ nó sẽ dừng hoàn trực tiếp, nhưng mà nghĩa là nó sẽ chạy một tường. Nếu mà nó gặp một tường mà nó dừng và báo tiếp tiếp lên thì người dùng sẽ biết là xe mình gặp bạn bè rồi. Đi tới. Đi tới. Đi thẳng. Là nó sẽ dừng. Và cái việc khi gặp bậc kẹt thì sẽ dừng được. Thì cái lúc nãy bọn em cũng có nói lên cái thuật toán của bọn em, cái bậc kẹt đó là sẽ mong muốn là xe khi gặp bậc kẹt ở phía trước mặt, có nghĩa là nó nằm ở ngét thì nó vẫn dừng, nhưng mà nó nằm ở phía bên cạnh cái xe không phải đụng tới cái xe thì nó sẽ không dừng. Thì bọn em sẽ demo. Demo từ trước thì có nghĩa có hai bậc kẹt hai bên, nhưng mà nó sẽ không phải đụng tới cái xe. Thì khi mà đi tới đó, nó gặp bạn nó sẽ không có dừng được, nó không cần phải dừng tại vì nó còn người đó đi dừng đi của cái xe này. Đi tới nó không ảnh hưởng tới đường đi của cái xe nên nó sẽ không nhất thiết là phải dừng. Nhưng mà khi một cái vật mà nó nằm ở một phía, nằm một phía chứ không phải là che hết cái xe, nhưng mà nó có khả năng luôn được, thì bọn em cho xe dùng như thế này. Đi tới thì nó vẫn dừng, có thể là một phía một góc bên trái mình sẽ dừng, hoặc là mà vẫn gần các xe nhưng có khả năng luôn được thì mình vẫn sẽ dừng. Thì đó là phần giờ bố của nhóm chúng em ạ. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ em sẽ nói luôn cái tính năng cho nên bây giờ em nói đi luôn, nó đi luôn mà em nói đi về nó cũng là đi luôn, thì em nói cho nên cái đi về có nghĩa là người có thể sử dụng nhiều từ để điều khiển cái xe chứ không nhất thiết là phải đi luôn. Dạ. Đi lui. Đó đi luôn. Là em chỉnh nhạc là những liên tục hay là ví dụ như là mình đang có đi lui xong rồi nó là đi tới trái phải thì nó có thể là nhạc được ha. Dạ, dạ rồi em sẽ demo cái phần đó luôn. Như là đang đi tới là phải một trái một không? Không, bây giờ mình đi tới 2 mét đi, nhưng mà mới đi có mét mình biểu về phải thì nó sẽ dạ. Cái đó thì em chưa có thể tự tưởng. Không, nhưng mà bây giờ trước khi thử thì em trả lời cho mới cái sự dạ. Tức là nếu mà em đi 2 mét. Dạ, với cái sự cài đặt của hệ thống thì hiện tại là bọn em sẽ đi tới 2 mét là nó sẽ đi tới 2 mét, nó chỉ dừng lại khi nó gặp lệnh kẹt thôi. Còn gặp lệnh tiếp theo thì nó sẽ đưa vào một cái queue đó là cái lệnh đi tới 2 mét tới trước thì nó sẽ đi xong cái lệnh đó. Thì nó mới được cái lệnh tiếp tục lại. Làm tương tự đúng không? Dạ. Đi tới 2 mét rồi quay phải. Không. Em đi tới 2 mét thôi, sau khi mà em thấy nó đi khoảng chừng một khu gạch cái nó về phải thì thông em sẽ xử lý thế nào. Ví dụ này em nói là em đi nó mà vì là sông, nếu mà em đi 2 mét là nó rơi xuống sông đúng không? Dạ. Em đi 1 mét là nó rơi xuống. Dạ, thì cái cách xử lý có của em hiện tại là em đi tới, nếu mà mình muốn dừng lại thì có cái lệnh báo dừng thì nó sẽ ngắt tất cả các lệnh chạy thôi, còn những cái lệnh khác nó sẽ không có được vào. Thì cứ dừng em cho chạy 2 mét xong thì 1 mét em dừng xong em vào. Dạ. Đi tới 2 mét. Đi tới 2 mét. Dừng lại. Dạ, nó bị trễ. Cái đi sâu cho delay lúc em có nói trước rồi là vì một phần là do delay, một phần đó là do cái phát âm của em, nhiều khi em nói dừng lại nhưng mà nó lại thì xe lại cứ dừng lại thì nó sẽ không dừng được. Đi xa thôi. Dạ thì giờ em sẽ đề mốt các bạn đi xa thôi để biết. Dạ. Đi 1 mét thì dừng. Đi 1 mét thì dừng. Đi 1 mét thì dừng. Dạ. Đi 4 mét.
xuống, đi tới 4 mét, dừng lại. Dạ, là nó sẽ dừng, nó dừng, tại vì bọn em chỉ xét có cái lệnh dừng đó là khá quan trọng, nên là bất cứ trường hợp nào có lệnh dừng đưa vào cũng hết, nhưng mà trong cái lệnh khác phải chờ. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã coi mình ủng hộ cho mấy em ạ. Dạ, dạ. Dạ, tôi muốn hỏi chút. Hiện nay các cái xe mà điều khiển qua Bluetooth bằng cái điện thoại di động rất là nhiều đúng không? Của mình đây cái điểm nổi bật nhất là cái mà mình dùng cái phần mềm mà chuyển giọng nói thành tiếng đúng không? Thì cái phần mềm đó là các em biết hay là có sẵn là do điện thoại di động hay cái gì? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của thầy. Dạ, cái phần mềm này là do bọn em biết, nhưng mà bọn em sử dụng cái nguồn mở của Google để sử dụng cách bạn cái từ giọng nói ra chữ là có cái phần mềm của điện thoại là mới biết. Cái đó là cái rất hay mà em không trình bày trong cái báo cáo đúng không? Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái có được cái lệnh giờ điều khiển trái phải hay quay thì nó rất dễ. Cái đó là cái mà của cái phần mềm nhúng là trong cái công nghệ đó là mình có giá trị. Mà trong đó mình không có trình bày gì cả. Dạ, cái phần đó vậy tôi sao? Cái đó là cái mà nó được thể hiện là trong công việc mình cái gì là quan trọng nhất mà mình đúng cái nghề nghiệp mà mình lại không trình bày đúng không? Mà đấy là thiếu sót cực kỳ lớn. Thì thứ hai là cái phần mềm đó là cái độ chính xác hay là cái độ tin cậy của nó là 30%. Mình có khẳng định không? Tức là mình cũng làm rồi mình khẳng định thêm nó là cái phần mềm mình biết của bạn như thế nào. Cái phần mềm mà độ chính xác có cái không đồng bộ trong cái điều kiện nó vẫn có thể là nếu mình phải ghi
do cái chuyện đó. Khi mà bạn trình, khi mà bạn tạo cái encoder đó, nó là 20 lỗ đúng không? Thì như vậy một vòng quay của nó là được bao nhiêu xung? Vòng quay của nó là 20 xung. 20 xung thì nó đi được trên cái bánh xe đó thì nó đi được bao nhiêu khoảng đường? Có tính được không? Tức là giảm là 21.6 cái đó mình tính theo cách nào? Tại vì cái tấm màn đó xem cái cây xe đó à, vâng, nói anh chỉ nói cách thôi. Cho nên em sử dụng hai cách khác nhau là em dùng dây để mỏng quấn quanh xe đó rồi đo rồi một phút rồi lại nữa em cho cái xe này chạy trong 20 số rồi cái đánh cái dấu chọn được cái đi được để sao sẽ kiếm được lại mà đo thì mà tức là nó gồm vào sao cái quy của cái bánh xe đúng không? Nó một vòng là nó đi được đó. Ở đây thì mình muốn khắc phục cái sai số là 1 mét thì chỉ không bị 95 khoảng cách như thế nào? Có cái gì sai biệt ở đây là bổ sung đúng không? Thì đi được em của em nói là 20 cm thì em chia cho 20 là 1, bổ sung là đi được 2.7 cm. Ví dụ vậy đi, thì như vậy là mình chia 1 mét mình đếm bao nhiêu xung, cái đếm là cái kỹ thuật số làm sao nó nhầm được sai thế nào? Nếu mà muốn chia sẻ thôi thì mình sẽ sử dụng cái bắt đầu chỉ hơn là cho bao nhiêu xung. Không thể nhầm thế được, bởi vì mình chạy đây không nhiều, chạy cây số nó mới nhiều, chứ em chạy 1 mét không thể nào đến 5% được. 5% là hơi nhiều đúng không? Tại 5 cm trên 1 mét là coi như 5% là hơi nhiều. Mình có suy nghĩ để xem cái nguyên nhân gì mà nó tạo ra cái đó. Được rồi, không cần trả lời cái đó để suy nghĩ tiếp rồi cải tiến trong các cái việc làm sao. Chứ ở bàn tài thì chút là cái encoder của mình ấy, là mình có đếm được được không hay chỉ đếm tuần à? Dạ, encoder mình đếm được cái đếm tuần được. Nên cái đó tổ chức cho phần mềm như thế nào? Dạ, trong phần mềm mình chỉ cần biết là xung vào bao nhiêu thôi, chứ mình không có quan trọng là xe quay được cái luôn. Tại vì khi mà em đếm tuần đi luôn nó đều có. Nên cho em nói đến được là em không nó chỉ đếm vào một chiều mà nên em đang bỏ lâu thì nó đi từng đó thôi. Là nếu mà em tổ chức cho nó đếm lớp cao chẳng hạn, mà đếm phận hoặc đếm ngược. Ở đây trong trường hợp mà em muốn điều khiển một cái hệ thống mà nó chuyển động phức tạp ấy, là có lúc đếm phận, có lúc đếm ngược, rồi em mới tính xem khoảng cách đi ấy, thì lúc đó cái bài toán phức tạp hơn nhiều. Còn bài toán của em hiện nay em chỉ đếm một chiều thôi. Chưa có tính được cái chiều quay của nó là chiều của nó. Là kiểu xa cái ý của chúng ta. Thôi thầy có thể sơ trình trước này. Và em trình bày trong cái slide của em là có hai con video center. Thầy cũng không biết là cái vai trò cái video center mà cách thêm trong cái slide đó, nó có rõ là gì? Dạ, đó là video center là một cái vật có cái nó là một cái vật đã mở ra các sản phẩm của chúng nhân. Đó mở là slide này. Video này. Rồi sau khi hiểu ra thì video center giá xem ra là có một con đi xuống và nó sẽ có tiền kiếm. Giá xem ra là nó ngang xong đi xuống và một hành là khác đường đi lên. Thì cũng hai đường đi lên xuống. Thì vai trò của nó chưa làm gì? Dạ, để
để dọn chúng cũng cái dòng điện mạng cái MC mà chúng ta học tập đi về cái vùng điện cái tàu đi qua con xe không được không? Dạ đúng đó. Giống như khi điều khiển công nghệ thì giống như chọn A1 nó ra thị trường A2 thì ra mọi mức nó có stop thì công nghệ sẽ đi qua xuống một lần rồi về đây khi mà có cơ hội tạo thì sẽ có lúc thì cái khủng chạy trong cái hô tơ đã đảo chiều lại thì cái dòng điện nó tắt thì hô tơ đi cùng thì nhảy ra cái ngang đi thì nó bị ngắt nó bị đảo chiều rồi cho nên dòng điện nó trả về sẽ trả ngược lại cái chỗ này thì cái đó thì dòng điện nó sẽ làm chắc lên đây rồi đi qua một bên thì nó đảo lại cái khó là đi vào cái xe. Chỉ đối với cái xe đó, cái xe đó vai trò, cái xe làm gì? Cái xe này là nặng cả đấy. Nặng dưỡng, nặng dưỡng nghỉ. Chiều của động cơ. Chiều của động cơ. Chiều quay, đúng không? Chiều quay động cơ, tôi không quyết định đó đúng không? Cái em, trong lúc tính quyết định thì đó là cái xe mù. Đó, cái xe mù vai trò là 2 năm sau. Một là cái vai trò theo ý nghĩa thì mình chạy dưới 80% thì là
học phí nó sẽ nhiều hơn là cảm xúc đó, đó gì hết mọi sự hết cái là học lại ai là Gracias.